Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên được thành lập năm 1963, đến nay tròn 60 năm xây dựng và phát triển là cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, tiên tiến hiện đại, hội nhập quốc tế. Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các cấp bậc đào tạo ở cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp và có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Trong năm 2023, nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo, trong đó hai ngành cao đẳng là dịch vụ pháp lý và kế toán, một ngành trung cấp chăn nuôi thú y. Cũng trong năm 2023, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường được trao tặng huân chương đồng lập hạng 3. Trải qua 60 năm, đến nay nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang với hệ thống nhà giảng đường, nhà làm việc, nhà thư viện hiện đại. Khu ký túc xá sạch sẽ, khu bếp ăn của học sinh sinh viên đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và ăn ở học tập của viên chức, người lao động, học sinh sinh viên. Hiện nhà trường có 14 ngành đào tạo trung cấp gồm bán hàng trong siêu thị, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, Tài chính ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, quản lý đất đai, tin học ứng dụng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi thú y, lâm nghiệp, hành chính văn phòng, pháp luật, quản lý văn hóa, hướng dẫn du lịch. 10 ngành đào tạo cao đẳng gồm: bán hàng trong siêu thị, tài chính ngân hàng, kế toán, quản lý đất đai, chăn nuôi thú y, khoa học cây trồng, chăn nuôi, lâm nghiệp, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin. Và 20 ngành đào tạo sơ cấp Phương thức tuyển sinh là xét tuyển dựa trên điểm trung bình cả năm hai môn ngữ văn và toán của năm cuối cấp. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với các trường đại học và học viện hàng đầu cả nước, đào tạo đại học và sau đại học các ngành nghề, kế toán, quản lý văn hóa, luật, quản trị văn phòng, xây dựng. Đến với trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên, người học được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách như chính sách nội trú. Các em là dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số khuyết tật sẽ được hưởng 1 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Các em tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh dân tộc kinh khuyết tật có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế sội đặc biệt khó khăn được hưởng 1 triệu 440 nghìn đồng một tháng. Học sinh người kinh, hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế sội đặc biệt khó khăn được hưởng 1 triệu 080 nghìn đồng một tháng. Về trợ cấp xã hội, Kem thuộc dân tộc thiểu số sẽ được hưởng 140.000 đồng một tháng Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ được hưởng 100.000 đồng một tháng Mức hỗ trợ học tập đối với học sinh nhân viên dân tộc ít người như Cống, Mảng, Si La, Lao Hủ, Lự, Lô Lô là 1.800.000 đồng một tháng Học sinh trung học cơ sở đi học trung cấp nghề miễn học phí Học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, kem được miễn phí 100% Ngoài ra còn một số chính sách khác các em được hưởng như được trang cấp ban đầu 1 triệu đồng trên khóa học để sử dụng mua tư trang đồ dùng cá nhân phục vụ sinh hoạt. Được hỗ trợ tiền vé xe đi lại mỗi năm 300.000 đồng. Về học bổng khuyến khích học tập theo quy định được chia thành 3 loại gồm học sinh sinh viên xếp loại học tập xuất sắc từ 7 triệu 956 000 đồng đến 11 triệu 220 000 đồng trên một kỳ. Học sinh sinh viên xếp loại học tập giỏi từ 7 triệu 293.000 đồng đến 10 triệu 285.000 đồng trên một kỳ. Học sinh sinh viên xếp loại học tập khá từ 6 triệu 630.000 đồng đến 9 triệu 350.000 đồng trên một kỳ. Đặc biệt, khi các em theo học tại trường có đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên, nếu có nhu cầu sẽ được xét tuyển tham gia học văn hóa phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông song song với đào tạo trình độ trung cấp. Như vậy, sau 3 năm, các em sẽ có hai bằng một bằng trung học phổ thông và một bằng nghề. Đó sẽ là điều kiện để các em khi ra trường có cơ hội tốt để tìm kiếm việc làm. Đến với trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên, chúng ta sẽ có một không gian học tập ăn ở hiện đại đầy đủ và tiện nghi. Khu ký túc xá tiện nghi với wifi miễn phí 24 trên 24, bếp ăn phục vụ chu đáo, được tham gia các câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao và nhiều sân chơi bổ ích khác. Nhiều chương trình ngoại khóa hấp dẫn không những vậy chúng ta còn được sống trong không gian xanh sạch đẹp và một môi trường yêu thương ngoài ra người học còn được miễn học phí những khóa đào tạo như kỹ năng mềm các chương trình đào tạo ngắn hạn làm đẹp pha chế với phương châm uy tín chất lượng trách nhiệm xã hội nhà trường cam kết mang đến cho người học những điều kiện ăn ở học tập tốt nhất nhà trường rất trân trọng sự quan tâm lựa chọn của các em nơi nộp hồ sơ phòng quản lý đào tạo trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên Địa chỉ số 34, tổ 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Điện thoại 02153 810193, 02153 811155 Hoặc 0336 817 382, cô Phạm Hằng Nga 0914 972 268, thầy Nguyễn Xuân Cường